của chương trình Hỏi Đáp Tiếng Anh cùng với anh Nguyễn Anh Đức, CEO của Smartcom. Vâng, xin chào anh ạ. Hiện nay có rất nhiều người đang thắc mắc, không biết rằng trong việc học tiếng Anh thì mình nên học ngữ pháp trước hay là học từ vựng trước. Vậy thì anh có thể cho mọi người một lời khuyên cho việc học tiếng Anh hiệu quả nhất có thể được không? Vâng, cái câu hỏi này thì rất nhiều người hỏi tôi, và bất cứ một người nào học tiếng Anh thì cũng đều thắc mắc là không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng thực tế thì để tìm ra một điều quan trọng nhất khi học tiếng Anh thì hãy nhớ rằng từ vựng là chìa khóa của một vấn đề. Bạn hãy tưởng tượng là khi bạn đọc một cái tờ báo tiếng Anh, bạn biết rất nhiều ngữ pháp, nhưng trong tờ báo đó bạn không biết một từ vựng nào, thì bạn có hiểu được cái bài tiếng Anh đó không ạ? Theo bạn có hiểu không ạ? Bạn biết hoàn toàn về ngữ pháp nhưng bạn không biết một từ vựng nào, thì bạn có đọc được tờ báo đó không ạ? Chắc chắn là không rồi. Vâng, thế một giả thiết khác là bạn không biết một tí ngữ pháp nào nhưng từ vựng bạn nắm hết, từ nào bạn cũng biết, thì bạn có đọc hiểu được bài báo đó không ạ? Chắc chắn là có thể đoán ra được nghĩa của bài báo đó. Vâng, thế như vậy là từ vựng chính là chìa khóa quan trọng nhất của tiếng Anh. Nhưng tất nhiên người học người ta hay sai lầm ở chỗ là hay học từ vựng theo danh mục. Học theo danh mục thì dẫn đến mình cái logic về mặt trí nhớ tuần tự từ từ A rồi đến từ B rồi đến từ C rồi đến từ D, làm cho người ta không đưa vào bối cảnh thực sự trong giao tiếp, dẫn đến là học từ vựng đấy nhưng không dùng được trong giao tiếp thực sự, và kết quả là người ta cảm thấy bất lực với việc học từ vựng. Thế thì điều đầu tiên mà tôi muốn khuyên khi mà các bạn học từ vựng thì đó là nhất thiết phải học từ vựng trong bối cảnh. Và điều số 2, từ vựng không quan trọng nhất ở ngữ nghĩa mà quan trọng nhất là ở âm thanh. Phải học âm thanh trước, âm thanh rồi mới đến ngữ nghĩa. Nhiều người chỉ học ngữ nghĩa mà không học âm thanh, dẫn đến là không nghe được người ta nói gì cả. Thì đấy, như vậy là nếu để trả lời câu hỏi là bắt đầu từ đâu thì câu trả lời bắt đầu từ vựng. Và trong tiếng Anh có, theo như là giáo sư Auden thì ông ấy viết từ năm 1930, ông đưa ra danh sách 850 từ cơ bản để sinh tồn về tiếng Anh. Nhưng đến ngày hôm nay thì số lượng từ vựng đã phát triển lên khoảng 1.000 từ vựng, và những từ vựng bắt buộc phải biết để có thể sinh tồn trong môi trường tiếng Anh. Còn rộng hơn, để giao tiếp một cách độc lập thì người ta cần khoảng 3.000 từ vựng. Và để giao tiếp thành thạo trong văn phòng, người ta cần 3.420 từ vựng. Và để có thể điểm thật là cao trong điểm thi IELTS hoặc là TOEFL, IBT để đi du học đấy ạ. Và để làm các nghiên cứu, viết lách, rồi giao tiếp trong môi trường học thuật bằng tiếng Anh thì người ta cần từ 7.000 đến 10.000 từ vựng. Và nếu có cái vốn từ 7.000 đến 10.000 từ vựng thì chúng ta không gặp bất cứ một trục trặc gì trong giao tiếp tiếng Anh nữa. Và câu trả lời cuối cùng, từ vựng là chìa khóa cho tiếng Anh. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu hỏi số 2, câu hỏi về ngữ pháp. Xin được hỏi anh ạ, thực tế cho thấy là rất nhiều người đã học ngữ pháp trong rất nhiều năm, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thậm chí là cả bậc đại học, nhưng họ vẫn không chắc chắn về ngữ pháp của mình. Vậy thì anh có lời khuyên nào cho mọi người về vấn đề học ngữ pháp không ạ? Vâng, câu hỏi này thì cũng rất nhiều người hỏi tôi, và rõ ràng là việc học ngữ pháp là triền miên và khó khăn. Rất nhiều người học ngữ pháp rất là lâu rồi mà vẫn cảm thấy không thể thành thạo được với ngữ pháp tiếng Anh. Nhưng mà thực tế thì ta có thể thấy là chúng ta học suốt những cái năm cấp phổ thông, rồi suốt những năm đại học, học điền từ vào chỗ trống, học chia động từ, rồi học điền danh từ số ít, danh từ số nhiều, rồi rất nhiều quy tắc phức tạp cực kỳ. Ví dụ như viết thêm S hay thêm ES vào sau các danh từ thì tôi nói thật, đến sau này rồi mấy ai có thể nhớ được tất cả những đuôi này thì thêm cái gì, đuôi kia thêm cái gì, nào là CH, nào là SH, nào là X xì vân vân, thì chắc là chúng ta không thể đang nói và phanh kịp cái mồm mình để mình thêm ES hay thêm S đâu. Tôi kể một câu chuyện thực tế thế này. Một lần tôi đi công tác ở bên Singapore, thế là đi taxi, người Singapore là người nói tiếng Anh bản ngữ. Thế thì đi taxi tôi mới hỏi một ông già ở taxi, tôi hỏi why don't you smoke? Ông già trả lời thế này: if I smoke I die à? The cigarette no die à? Thì cái câu đấy của ông già nói taxi nó đúng hay sai chưa? Chắc chắn là hoàn toàn sai rồi. Vâng, nếu mà nói the cigarette no die thì khác gì nói là I know have money. Câu đấy rất là giống tiếng Việt của chúng ta ghép vào. Thế như vậy thì học ngữ pháp rất nhiều nhưng cuối cùng dùng trong giao tiếp có đúng không? Thì nếu mà chỉ học ngữ pháp trên giấy thì chắc là không đúng, thì dùng sẽ rất là hay sai. Và thậm chí là nhiều thầy cô giáo dạy nhiều ngữ pháp trên giảng đường nhưng mà khi giao tiếp tiếng Anh bằng nói, bằng viết vẫn sai ngữ pháp bình thường. Đấy là cái chuyện thực tế. Vâng, bây giờ thì bàn đến bản chất của việc học ngữ pháp nhé. Chúng ta bắt đầu mới quan sát những đứa trẻ ở nước Anh, nước Mỹ. Thế thì chúng nó không học ngữ pháp một tí nào, không học một chút nào ngữ pháp, đúng không ạ? Thế thì khi chúng nó cứ nói tiếng mẹ đẻ của chúng nó, giống như mình ở Việt Nam mình cứ nói tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt mình cho đến tận năm chúng ta lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, tóm lại ta lớn rồi bắt đầu mới học ngữ pháp.
Nhưng mà quá trình giao tiếp đến ngày hôm nay chúng ta nói tiếng Việt có sai phương pháp mấy không ạ? Nếu có sai chắc cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, còn phần lớn mọi người đều nói đúng. Vâng ạ, phần lớn thì chúng ta nói đúng ngữ pháp và không nói sai. Nếu có sai thì cũng là cái sai chấp nhận được. Cũng tương tự như vậy, ở nước Anh thì những đứa trẻ nước Anh, nước Mỹ thì cái họ nói ngữ pháp cũng không sai. Và nếu có sai một chút thì cũng là cái sai chấp nhận được. Như vậy bản chất ngữ pháp có phải là việc logic điền trên giấy hay không? Câu trả lời, không phải. Bởi vì ngữ pháp là ngôn ngữ viết, và vấn đề ngôn ngữ viết ra đời trước hay trong ngôn ngữ nói? Ngôn ngữ viết ra đời sau ngôn ngữ nói. Vâng, chính xác, ngôn ngữ nói ra đời trước, tức là tất cả mọi nguyên tắc ngữ pháp đã có trong nguyên tắc của âm thanh rồi. Và chúng ta cắm đầu cũng cổ đi học ngữ pháp trên giấy là chúng ta chỉ để thỏa mãn việc làm bài lấy điểm mà thôi. Còn việc học ngữ pháp trên giấy như thế là chúng ta đi học lại, cuối cùng chúng ta sẽ không có được ngữ pháp. Để chúng ta cùng làm một ví dụ nhé. Để kiểm tra xem thực sự trong não chúng ta tiếp thu bằng chữ viết hay bằng âm thanh nha. Xin mời bạn nhắm mắt lại. Tôi nói chữ quả cam. Vâng, xin mời bạn mở mắt ra. Trong đầu bạn có chữ ua ua quê ua hỏi quả không ạ? Trong đầu tôi không, hoàn toàn không hề có chữ cái hiện ra, mà chỉ hiện lên một quả cam rất là tươi ngon thôi ạ. Như vậy là chúng ta không thấy chữ viết trong đầu, mà chúng ta tiếp thu bằng âm thanh thì não tưởng tượng đến hình ảnh. Và ngược lại, khi nhìn thấy hình ảnh thì não ta bật âm thanh ra. Đó, thế việc đó là việc học tự nhiên của não bộ. Trong đó chúng ta chỉ cắm đầu ống cổ, chúng ta viết chữ, viết chữ, viết chữ, viết chữ, thì não chúng ta không có chữ viết. Cách học đó không thực sự thân thiện với bộ não. Cách học đó là chẳng qua các quy luật tổng hợp của một chữ viết mà thôi. Chứ còn thực tế thì ngữ pháp nằm trong âm thanh. Ngữ pháp nằm trong âm thanh. Thế thì vậy làm thế nào để ngữ pháp hiệu quả? Câu trả lời rất đơn giản. Đó là ngữ pháp chẳng qua là nguyên tắc để hình thành câu. Do đó chúng ta chỉ nắm được các nguyên tắc để tạo chuỗi âm thanh thành câu có ý. Như vậy làm thế nào để tạo chuỗi âm thanh thành câu có ý? Chúng ta chỉ cần nhớ 5 điểm câu cơ bản của tiếng Anh: điểm chủ ngữ, điểm động từ, điểm tân ngữ, điểm bổ ngữ và điểm trạng ngữ. Điểm chủ ngữ mô tả ai, cái gì, điểm động từ mô tả làm gì, điểm tân ngữ mô tả cái đối tượng chịu tác động của động từ, điểm bổ ngữ mô tả câu đấy có đặc điểm như thế nào, mà hay là nói cách khác chủ ngữ có đặc điểm như thế nào. Điểm trạng ngữ mô tả ở đâu, như thế nào, vào lúc nào, bằng cách nào và tần suất nào, vân vân. Nắm được 5 điểm đó là chúng ta căn bản đã nói được một câu tiếng Anh hoàn thiện. Lúc đó việc nói đúng hay nói sai là do cái chúng ta tập luyện nhiều hay ít tạo thành tần suất. Ví dụ chúng ta không quen nói tiếng Anh có âm cuối, và âm cuối ảnh hưởng rất rõ đến ngữ pháp của tiếng Anh. Tôi lấy ví dụ, tôi thích nó nhưng mẹ tôi không thích nó. I like it but my mother dislikes it. Thì mình nói I like it, dislikes it. Rõ ràng đây là ngữ pháp, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế thì chữ khác biệt ở đây là người có thói quen và người không có thói quen, chứ không phải người ít chia chữ SC hay không có chia chữ SC. Thế thì làm thế nào để tạo thói quen thì chúng ta cần có những kỹ thuật cụ thể của Smartcom và của bản thân tôi đang áp dụng, là kỹ thuật Intensive Question and Responses, kỹ thuật của hỏi và đáp liên tục, hỏi và trả lời liên tục để buộc bạn hình thành thói quen âm thanh, thói quen của chuỗi âm thanh. Trong chuỗi âm thanh đó có âm cuối, trong chuỗi âm thanh đó có ngữ pháp, trong chuỗi âm thanh đó có cách hình thành của chủ ngữ, trong chuỗi âm thanh đó có cách hình thành cụm động từ, cụm tân ngữ, cụm bổ ngữ và cụm trạng ngữ. Như vậy là bạn sẽ có ngữ pháp tiếng Anh. Như vậy là việc học ngữ pháp chỉ quy lại trong 5 điểm anh vừa nhắc tới, đúng không ạ? Vâng. Thực tế như tôi đã nói là chúng ta chỉ cần có 5 điểm cơ bản đó, còn tất cả các loại mẫu câu, các mẫu câu mà có 100 mẫu câu tiếng Anh như vậy thì thực chất nó là thói quen. Về sau này chúng ta dùng nhiều chúng ta có. Thì tất nhiên là những người chưa biết mẫu câu thì nhìn vào hoang mang lắm. Và do đó Smartcom đã liệt kê những cái mẫu câu, tổng hợp thành những mẫu câu trong những tình huống cơ bản, và được lập thành phần mềm để người ta có thể cúp tai nghe vào, nghe rồi nói theo một cách rất là nhàn hạ. Ví dụ như là thật dễ dàng để nói tiếng Anh thì đó là mẫu câu It is easy to do something. Câu thế sẽ nói là It is easy to speak English. It is easy to speak English. Và phần mềm ta sẽ nhắc là thật dễ dàng, it is easy, thật dễ dàng, it is easy, để nói, to speak, để nói tiếng Anh, to speak English, cả câu, it is easy to speak English. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của anh ạ. Vâng ạ, cảm ơn.